Bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim xoay quanh cuộc sống của nữ chính Ngân Hà với những ân oán tình thù do cha mẹ đem lại. Trong phim, khán giả không chỉ ấn tượng với kịch bản nhiều bi kịch mà còn thích thú bởi sự xuất hiện của dàn diễn viên gạo cội. Cụ thể, bộ phim có ba bà mẹ, bà Hạ Lan, mẹ ruột Ngân Hà, bà Sinh, mẹ chồng Ngân Hà và bà Mến, mẹ của bạn thân Ngân Hà. Mỗi bà mẹ có tính cách khác nhau, nhưng đều gây ấn tượng với khán giả nhờ diễn xuất đỉnh cao. Mẹ ruột Ngân Hà, bà Hạ Lan do nghệ sĩ nhân dân Thu Hà đảm nhiệm. Trong phim, bà Hạ Lan là nữ nghệ sĩ múa nhưng vì tai nạn, bị tật ở chân nên phải giải nghệ vĩnh viễn. Bà ôm trong mình nỗi oán hận với ông chồng Trăng Hoa và đứa con gái dại dột vô tình khiến bà bị thương. Ngoài đời, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà là cây đa cây để trong giới sân khấu, điện ảnh Việt. Chị xuất hiện trên màn ảnh nhỏ từ thập niên 80 với nhan sắc kiều diễm, diễn xuất tự nhiên. Thu Hà được xem là sở hữu gương mặt khuôn vàng thước ngọc nên thường vào vai tiểu thư, công chúa. Ở tuổi trung niên, chị thường xuyên xuất hiện với những vai nữ chủ tịch, phu nhân giàu có. Thu Hà còn được biết tới là nữ hoàng ảnh lịch của thập niên 90. Năm 2019, chị được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Vai diễn bà Hạ Lan những tập đầu bị khán giả phản ứng vì quá cay nghiệt, luôn đem đến không khí nặng nề cho phim. Tuy nhiên, những tập gần đây, bà Hạ Lan chinh phục khán giả vì sự tỉnh táo và sẵn sàng bảo vệ con gái khi cần thiết. Chia sẻ về vai bà Hạ Lan, nữ nghệ sĩ cho hay, để thể hiện vai này rất khó, phải vừa che giấu tâm can của nhân vật vừa thể hiện ra bên ngoài sự tiêu cực khủng khiếp. Có những lúc căng thẳng đến mức tôi quên mất trong kịch bản nhân vật của mình bị què, đứng lên mà quên cầm gậy. Vào vai bà thông gia của nghệ sĩ nhân dân Thu Hà trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim là nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên. Trên phim, nhân vật của Mỹ Uyên là người phụ nữ có tính cách dịu dàng, đôi khi hơi nhu nhược. Bà vô tình bị cuốn vào cuộc báo thù của con trai, nội tâm bà luôn đau khổ, dằn vặt vì bà thực lòng yêu thương cô con dâu tội nghiệp. Ngoài đời, Mỹ Uyên là giám đốc của sân khấu kịch 5B, chị cũng được xem là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch nói khu vực phía Nam. Với ngoại hình đẹp, gương mặt phúc hậu, Mỹ Uyên thường xuyên được giao vai những người phụ nữ Nam Bộ dịu dàng, nhã nhặn. Năm 2024, nữ nghệ sĩ chính thức được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Với vai bà Sinh, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên được nhiều khán giả yêu quý vì nhân vật hồn hậu, chất phác, luôn hết lòng yêu thương các con. Tuy có chút nhu nhược nhưng bà là người biết phân biệt phải trái, không mù quáng để con trai lôi kéo thực hiện kế hoạch báo thù. Nữ nghệ sĩ cho hay, chị đã dành nhiều tâm huyết cho nhân vật bà Sinh trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim bất lực, chịu đựng trước con mình. Nhưng bà không dừng lại ở đó mà nhất quyết can thiệp vào cuộc sống của con để ngăn nó làm những điều sai trái.
Ở vai diễn lần này, tôi đã xây dựng hình ảnh một người phụ nữ Tây Nam Bộ từ giọng nói, cách phát âm, đến trang phục, cử chỉ. Bà mẹ thứ ba của phim tuy không xuất hiện nhiều nhưng để lại ấn tượng mạnh nhất cho khán giả, đó chính là nhân vật bà Mến, mẹ ruột Mỹ Đình, có mối quan hệ rất gần gũi với mẹ con nữ chính. Bà Mến tự nhận mình là người ít học nhưng nhiều tiền, bà có tính cách thẳng thắn, bộc trực, sẵn sàng hành động để bảo vệ những người xung quanh. Tuy ít đất diễn nhưng những cậu thoại hóm hình, gần gũi của bà Mến khiến nhân vật được yêu thích không kém các nhân vật chính. Thủ vai bà Mến là nghệ sĩ ưu tú Thu Hương. Chị là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Hương tươi từng xuất hiện trong hàng loạt tiểu phẩm hài của Gặp Nhau Cuối Tuần. Trước tình cảm của khán giả dành cho vai diễn bà Mến, nghệ sĩ ưu tú Thu Hương chia sẻ, trong quá trình ghi hình, tôi nghĩ vai diễn của mình có thể được khán giả chú ý, nhưng có lẽ mọi người cũng sẽ chỉ phản ứng kiểu, ồ lại gặp cô này, thế thôi. Nhưng không ngờ khi phim lên sóng, mọi người lại yêu bà ấy đến vậy. Tôi nghĩ ngay cả thời kỳ hoàng kim nhất trong sự nghiệp của mình, tôi cũng chưa gặp được phản ứng thú vị như vậy từ khán giả. Tuy không phải nhân vật chính nhưng cả ba bà mẹ này đều góp phần tạo nên kịch tính và sự thú vị trong mạch phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.